Hôm nay anh Tâm lại lau nhà. Lau nhà vì nhà còn nhiều nước quá nên anh Tâm lau cho sạch sẽ. Sáng chủ nhật nào cũng vậy, anh Tâm ở nhà là anh Tâm đều lau nhà hết. Anh Tâm lau nhà giúp gia đình. Mỗi người một việc. Sáng nay anh Tâm đi chợ đúng không? Sáng nay anh Tâm làm một việc rất là nhiều việc, là thứ nhất là anh Tâm đi chợ. Thứ hai là lau nhà. Rửa xe. Trời ơi. Quá trời việc luôn. Anh Tâm lau nhà, rửa xe, đi chợ. Một tay anh Tâm làm hết mọi việc trong gia đình. Sạch sẽ chưa? Để Tâm tự làm đi. Đó là những nước nữa. Con nào ra đi, con nào ra đi, để nó tự làm thử coi nó làm cái gì. Ý thức như. Để cho Tâm tự làm như. Đó, rồi bày ra là nước không. Chưa bắt mà, bắt khô lại chứ. Lau hết nhà đi. Lau phía trong kia nữa. Rồi thôi được rồi, dẹp vô đi, để vô đi nha. Rồi giỏi. Rồi anh Tâm vô nhà. Vô coi còn chuyện gì nữa làm luôn đi. Mỗi ngày anh Tâm đều giúp việc hết á. Rồi. Bật quạt lên cho nó mát. Xong rồi anh Tâm lấy xe ra đua. Tâm làm gì đây? Anh Tâm chở xe, bỏ ghế lên xe đó. Rồi anh Tâm làm gì tiếp nào? Tâm dọn dẹp nhà cửa. Chú cùng cha anh Tâm dẹp về. Giày của ba anh Tâm dẹp đi đâu vậy? Rồi. Rồi. Ồ, anh Tâm dọn dẹp nhà cửa rất là gọn gàng. Mẹ sắp xếp nhà cửa không có gọn. Anh Tâm bây giờ là đi dẹp hết cho nó gọn đây. Còn cái gì nữa không? Anh Tâm dọn dẹp nữa không? Để anh ba quay luôn vô rồi clip. Thôi được rồi, được rồi. Mấy chỗ đó thì gọn rồi. Mấy cái chỗ đó gọn rồi con ơi, gọn rồi, gọn rồi, gọn rồi. Chú, ta vác khổ sở không? Vất vả quá. Rồi vậy thôi nhé. Stop. Bye bye đi. Tâm bye bye mọi người đi.